Madonna thân mật với người mẫu kém 41 tuổi. Sau 5 tháng chia tay vũ công Alan Malik William, Madonna công khai tình cảm với Andrew Daniel, nam người mẫu kém bà 41 tuổi. Theo Pitsix, cuối tuần qua, Madonna cùng nhóm bạn thưởng thức buổi hòa nhạc của rapper Rema ở New York, Mỹ và di chuyển đến nhà hàng Manhattan Mr. Friend để ăn uống, khiêu vũ. Các nhân chứng cho biết nữ hoàng nhạc pop và người mẫu Andrew Daniel, 23 tuổi, có những hành động thân mật như ôm ấp, hôn nhau trước đông người. Họ tới nhà hàng lúc 23 giờ 30 phút và khiêu vũ, chụp ảnh suốt đêm, nguồn tin tiết lộ. Đây không phải lần đầu Madonna khóa môi chàng trai kém bà 41 tuổi. Trong buổi chụp ảnh cho Paper Magazine vào tháng 8, họ đã tạo ra khoảnh khắc tương tự. Tuy nhiên, nhiều người nhận xét bức ảnh là sự thể hiện tình cảm một cách thái quá khi Madonna hôn vào ngực nam người mẫu. Với những hình ảnh này, truyền thông đồn đoán Daniel chính là người tình tiếp theo của giọng ca 4MINUT. Hiện, người trong cuộc chưa lên tiếng chia sẻ. Theo Daily Mail, Andrew Daniel cao 1,91m, là người mẫu độc quyền của Imago Model, công ty rất thành công trong việc quản lý Kate Moss, Ashley Graham và Bella Hadid. Chàng trai đến từ New York ngoài công việc người mẫu còn làm diễn viên. Anh đã thể hiện khả năng diễn xuất khi đảm nhận nhân vật Sylvester trong bộ phim hài tuổi Teen Betty của HBO, chiếu trong hai mùa từ năm 2020 đến 2021. Madonna quấn quýt Daniel sau 5 tháng chia tay vũ công Alan Malik William, nữ ca sĩ hơn William 36 tuổi. Dù vậy, bà tỏ ra nghiêm túc với mối quan hệ này. Năm 2020, Madonna đến ra mắt bố mẹ Alan Malik, cả hai đều ít tuổi hơn Madonna và mời họ đến dự đêm nhạc của mình. William từng đồng hành với Madonna trong các show diễn khắp thế giới. Vào dịp sinh nhật của bạn trai, Madonna đăng ảnh khóa môi nửa kia. Nữ hoàng nhạc pop có tình trường lừng lẫy bên dàn trai trẻ 6 múi hấp dẫn. Các bạn trai cũ như Kevin Sampaio, Timo Stephens, Brahim Zaybach, Jesus Lu, Janis Rodman đều kém Madonna nhiều tuổi.